Rồi, lần đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho em một clip gồm những cây cần câu máy nha anh em. 2, 4, 6, 8, 8 cây. Trong đó có 3 cây này là 3 cây cần gút, độ cứng là 80. Và phần còn lại là 5 cây cần khoanh lá nha anh em. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán. Nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á, thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Em vô cây thứ nhất cho 10 tham khảo. Cây thứ nhất là một cây khoanh lá nha anh em. Cây khoanh lá cần ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Cần ngoại hình còn rất là mới luôn, cực kỳ đẹp, mới đẹp. Ngoại hình cây này ra tầm khoảng 95%, độ buông chống sắn luôn. Đó, fuxi nha mọi người. Đó, phen lá là phen fuxi luôn. Đó, phen lá là phen fuxi luôn. Ngoại hình cực kỳ đẹp. Cây này là một cây cắm gốc bát fuxi, phen fuxi. Cây này của hàng Alpha Taco. Đó, Alpha Taco, chất liệu là chất liệu carbon. Đó, anh phải tất cả hàng 2 carbon. Cây này thì dài 1m8 nha, 1m7 nha anh em. Cây này dài 1m7. Cây này dài 1m7, nặng 270g, đọt là 2 ly 1. Đó, cây này sản xuất ra Korea nha, là Hàn Quốc, xuất cho riêng thị trường Nhật thôi nha anh em. Đó, tem xuất rõ ràng. Cây ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Phiên bát Fuji. Cây này thì thích hợp cho anh em đi câu bè, câu trên ghe tàu, đánh biển. Cây dít cũng ok. Đó, cực kỳ đẹp nha anh em. Gắn vô là cứng ngắt cây cần luôn. Ngoại hình cực kỳ ok luôn. Cây này thì giá công khai là 1.400.000 nha anh em. 1.400.000. Độ cứng nó ra tầm khoảng 50 thôi. Cực kỳ đẹp. Cắm gốc nha anh em. Cắm gốc. Hàng carbon. Hàng Alpha Taco. Test độ cong cho anh em xem. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, giá công khai cây thứ nhất 1.400.000 nha anh em. Đó, ngoại hình tầm khoảng 95%, 1.7. Tiếp theo sẽ là cây thứ hai. Cây số 2 sẽ là một cây Alpha Taco nha anh em. Em về được một cặp. Một cặp cây này thì 1.7. Cây bên cây số 1 thì 1.7, cây số 2 thì nó được 2m nha anh em. 2m. Cũng là phen lá, phen fuxi. Đó, nguyên bộ luôn. Đó, cực kỳ đẹp, không độ chế gì hết nha mọi người. Đó, buông nó đây. Còn ngoại hình còn khá là ok á, không xước xát gì nhiều hết. Phen lá, phen fuxi, tất cả keo còn ok hết nha mọi người. Cây này là dài 2m, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Hàng là hàng cắm gốc, thì cây này nặng là 320g, dài 2m, đọt 2 ly 1. Độ cứng cái này quẳng gờ tầm khoảng 50 nha mọi người. Tầm khoảng 50. Đó, đánh ghe tàu, đánh biển rất là ok. Đó, anh em câu trên bè, câu cá tra lấy cái này dít là khỏi chê luôn. Mấy cây phan lá đánh rất cực kỳ cảm giác nha mọi người. Đó, độ bún độ nảy nó rất là cao. Đánh cực kỳ đã tay luôn. Đây, em soi qua ngoại hình cho anh em xem. Cái này thì dài 2m. Hàng quán là hàng Korea, xuất thị trường Nhật nha anh em. Đó, cần thì còn rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 2 quán là 1.400.000 nha mọi người. Cây số 2 là 1.400.000. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 thì là một cây cần nội địa Nhật nha mọi người. Cây số 3 là một cây cần nội địa Nhật. Đọt cây này là đọt sợi thiết tinh, đọt đặc. Anh em, đọt sợi thiết tinh nha. Phen là phen phen lá mà xít luôn, đen xì lì. Đó, phen lá xít luôn nha mọi người. Anh em bảo titan gì đó. Đó, nguyên bộ nha, không độ chế hết, bu cũng vậy luôn, bu xít luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 90-95% nha. Không lỗi lầm gì hết, không lỗi lầm hỏng hóc gì hết, tất cả keo đều ok, còn rất là mới. Đọt sợi thi tinh, góc nó đây. Đó, cây này một cây nội địa đây. Fuxi thì nó sẽ đóng chữ nổi luôn. Bát tơ cao nha mọi người, bát tơ cao đóng chữ nổi luôn. Cây này thì dài 2m1, nặng 400g, đọt là 2 ly 2. Độ cứng nó cũng rơi vào tầm khoảng 50 thôi.
Đó. Cây này thì hạn đánh bạo lực, chia cho nên đánh biển. Vì nó đọt thủy tinh á, độ cải, độ tải nó rất là cao nha mọi người. Đó. Nó nảy rất là cao. Đó, độ tải, độ nảy nó rất là cao. Nhiều cá cực kỳ phê luôn. Nguyên vàng phen này thì khỏi chê vào đâu được. Cực kỳ đẹp nha. Cây này thì nó để chữ nhật thì em cũng không biết đọc luôn. Tago gì nè, đó. Beta Tago. Rồi, cây này giá công khai là 1 triệu 6 nha mọi người, 1 triệu 6. Cây số 3, 1 triệu 6. Đó, đọt cực kỳ dịu nha anh em. Đó, dịu với lâu nãy nó rất là cao luôn. Nguyên phần đọt thủy tinh, sợ thủy tinh hết, đọt đặc. Đến bạo lực là vô tư. Rồi, cây số 3, 1 triệu 6. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 vẫn là một cây phen lá nội địa. Nên nè, chất liệu carbon nha. Đó, phen bát fuji đầy đủ hết. Cây này là một cây của Sakura nha mọi người, Sakura hàng nội địa Nhật. Đó, cây này dài 2,4 m, sở hữu phen nguyên bộ phen lá. Đó, phen lá phen fuji nha mọi người. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Khỏi chơi. Cây này thì dài 2,4 m, nặng 220 g, đọt là 1 ly 5 thôi, độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Độ cứng 20-30 là đánh cảm giác cực kỳ đã luôn. Đó, anh em câu trên bè ghe đánh cảm giác. Đọt nó cong lên anh em. Đó, nó cong phần đọt thôi nha, vì phần đọt cây này thì nó được tháp. Khúc tháp là khúc này đây. Đó, tháp khúc này là khúc đặc nha anh em. Đó, tháp khúc đặc nên độ nảy nó rất là cao nè. Đó, búng nhẹ nè, anh em có thể thấy. Đó, cái này nhảy cá nha anh em. Đó, cái này thích hợp cho anh em câu trên ghe, trên bè ghe. Đó, câu chép, câu tra, câu biển rất là ok nha mọi người. Đó, cái này đọt 1 ly 5, cứng 20-30, giá công khai là 1,4 triệu nha mọi người. Cây số 4 giá công khai là 1,4 triệu. Đó, dạng cực kỳ đẹp nha, ngoại hình ra tầm khoảng 90%, không xước sát gì nhiều hết. Sakura, cây này là cây nội địa. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây hàng của Alpha Taco, cây phen lá nha mọi người. Đó, hàng chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Cây này thì ngoại hình có xuất sắc nha. Đó, hàng nguyên sinh. Cây này là cây Alpha Taco hàng Power Con. Cây này cứng 50 và 2,4 m. Đó, hàng Alpha Taco. Cây này sản xuất tại Korea nha mọi người, Korea. Đó, cây này xuất thị trường Nhật nha. Bát là bát Fuji, phen Fuji. Đó, nguyên bộ phen lá Fuji luôn, cực kỳ ngầu luôn á. Cây này thì nặng là 280 g, đọt là 2,7 ly, cứng 50. Cây này anh em đánh chép, đánh cha, đánh chê, đánh chim cực kỳ đã nha anh em. Đó, đồ diệu đồ công nè. Đó, test cho anh em xem luôn. Dạng này thì anh em đánh một cái nó công sẽ công hình chữ C cho anh em liền nha. Phen lá này đánh cá rất là nhạy. Đó, cây này thì có cái phen này, phen này em đi chỉ lại cho anh em. Đó, cái nào đi chỉ lại thì nó đi chỉ lại thôi, bao hỏng hóc lỗi lầm hết nha. Anh em có thể lấy mấy cái này đi luôn cũng được. Rồi, giá công khai cây số 5 giá là 1,2 triệu nha mọi người. Cây số 5 giá 1,2 triệu. Rồi, để em qua ba cây cần rút này thì em sẽ lấy ba cây này, em lấy hàng trưng bày nha mọi người. Hàng này là hàng trưng bày, hàng chưa qua sử dụng luôn. Anh em thấy cần này cần mẹt, em cũng chả biết đọc chữ này sao nữa. MFS, chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em, chất liệu carbon. Bát là bát Fuji.
Bát này nhìn gắn máy rất là chắc nha mọi người, bát dặn nha. Hàng chưa qua sử dụng luôn. Hàng này thì ba cây này thì em lấy hàng trưng bày. Đó, phim Fuji anh em. Đó. Bu Fuji luôn nè, đó. Carbon sẵn nha anh em, sẵn chìm nha. Cực kỳ mới luôn. Không có xước xát gì hết. Cây này full hộp, full sách hướng dẫn sử dụng và full luôn cái túi nó đựng luôn. Cây này thì cứng 80 dài 2m7, 2m4 nha anh em, cứng 80 dài 2m4, độ mới cực kỳ cao. Mới tầm khoảng 98%. Em bóc ra rồi, bóc hộp ra. Đây. Chất liệu là chất liệu carbon dài 80, lòng cứng 80 dài 2m4. Đó. Có tổng cộng là 3 lóng nè. À, đọt là 2.3 ly, góc là 21.4 ly. Đó. Nặng là 216g nha anh em. Đó, thu gọn là 93cm, cứng 80. Giá này thì nếu quy đổi ra tiền Việt nó ra tầm khoảng đâu đó là khoảng 2.2 triệu gì đó. Giá em bán ở Việt Nam là 950k nha anh em. Cây số 6, cây số 6 950k, cây cứng 80 và 2m4 950k nha mọi người. Đó. Giá cộng ship nha. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 là một cây cận cứng 80 và 2m7. Đó, cái này thì em có 3 size. 80 và 3m. Máy thông số cứng 80 2m7 là thông số cực kỳ lý tưởng nha mọi người. Đó, cây này 4 lóng. Thì đọt là 2.3 ly, đọt gốc là 21.4 ly. À, cây này thu gọn là 81cm nha mọi người, nặng là 240g. Nặng 240g, thu gọn 81cm. Phen bát Fuji, hàng chưa qua sử dụng nên cực kỳ mới nha anh em. Đó, không xước xát gì nhiều hết. Tất cả cái nước sơn của nó vẫn còn. Cây này em lấy từ thị trường Nhật về nha anh em. Đó. Đây tên của nó đây. Tên này thì em cũng chả biết đọc sao. Đó, hàng thì chất liệu carbon sắn chìm. Đó. Hàng hai da sắn chìm. Tất cả các phen lóng đều ok hết vì hàng chưa qua sử dụng. Còn rất là mới nha anh em, không có xước xát gì hết. Đây, phen bát Fuji đầy đủ nha, nguyên zin nguyên kiện. Rồi, giá công khai cho cây số 7 cứng 80 và 2m7 giá 1 triệu nha mọi người. Giá 1 triệu cứng 80 và 2m7. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, cây cứng 80 và 3m, cây số 8. Cây này thì dài 3m, có tổng cộng là 4 lóng, đọt là 2.3, đọt gốc là 21.4 ly. Thu gọn 91cm, nặng là 254g. Đó. Đây anh em, cây này cứng 80 dài 3m, thì ngoại hình thì cũng như những cây kia thôi. Cái này là cái đối trọng hay vậy. Đảo cho anh em coi. Đối trọng nó vẫn còn nha anh em. Còn cực kỳ mới luôn á, mới và sáng luôn. Phen bát Fuji đầy đủ. Thì cái này cũng Fuji luôn, đồ chụp cũng Fuji luôn. Nguyên bộ qua, nguyên bộ nội địa rồi. Đó. Hàng thì mới khỏi chèo đâu anh em. Đó. Rồi, hàng cực kỳ đẹp nha anh em, phen ok hết. Bao lỗi lòng, bao hỏng hóc luôn. Rồi, giá công khai cây số 8, cây cuối cùng là giá 1.050.000 nha anh em. 1.050.000. Đó. Rồi, anh em có thể ưng có thể chốt để em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Đó là tổng cộng 8 cái cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt để số điện thoại. Anh em cần em chụp hình kỹ á thì anh em báo em chụp hình kỹ để từng chỗ cho anh em xem liền. Rồi, cảm ơn anh em.